Thoải mái á. Dạ. Nhảy đầm được luôn hả má? Trời ơi, đúng rồi, là cái dạng như nhảy đầm được, ta co giãn được. Nè nè, mai được thì mai, mai không được thì nói má, má ra tiệm má mai. Để con mai cho, con mai được mà. Vậy hả? Dạ. Má còn nhờ con gì nữa không? Ừ, bà Tám mà kêu má thôi, thôi má đi với bà Tám chút. Dạ. Vậy má tâm sự má nhờ con ha. Dạ dạ. Cứ số đo vậy má cho anh ta. Dạ dạ. Ừ. Trời ơi, chân dài tới 1m2 lận. Vậy là người đàn ông này cao dữ lắm. Hết lượt người này rồi tới lượt người kia nữa sao? Trời ơi, nội với bà Tám bao phi công mà còn cùng một người nữa mới ghê chứ. Bà không đi mà bà có thấy buồn không? Trời ơi, ngày nào có phải gặp phi công à, không gặp là nhớ. Nè, phi công nè, sao? Sao? Tâm ơi, 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 cái gì mà quýnh 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 vậy? Nội à, tại sao mà nội lớn rồi, nội làm gì nó cũng phải suy nghĩ cho con cháu. Nội làm như vậy á là con cháu mất mài mất mặt với cả cái khu phố này. Nội làm sao mà nội có một cái người phi công như vậy được rồi còn. Ủa, tức quá chị mẹ. Cái gì vậy Tâm? Cái gì vậy? Cái gì ra quýnh người ta dữ vậy? Dạ má ơi, chuyện mẹ trong nàng dâu có ai yêu nhau.